Thiện Nhân đi hát trở lại sau khi mất chức giám đốc, tiết lộ mức cachet thua cả Hồ Văn Cường. Vừa qua, quán quân giọng hát Việt Nhí 2014 Thiện Nhân cho biết sẽ trở lại con đường ca hát sau khi công ty lữ hành ngừng hoạt động. Cô và gia đình vẫn không liên lạc sau scandal hồi tháng 7, sự trở lại của giọng ca 20 tuổi đã được ủng hộ. Theo đó, Thiện Nhân là một trong những cái tên nhận được nhiều chú ý của công chúng trong thời gian qua. Gần đây nhất, học trò Cẩm Ly đã xuất hiện trong một đoạn TVC quảng cáo với nội dung về Tết. Đây có thể xem như hoạt động đầu tiên của cô sau tuyên bố quay trở lại showbiz. Cụ thể, quản lý của nữ ca sĩ cho hay, Nhân cũng đã xác nhận tham gia một số chương trình khác nhưng hiện tại chưa công bố được vì sự bảo mật của đối tác. Khi nào được lên sóng, Nhân sẽ chia sẻ với khán giả. Ngoài ra, người này cũng hé lộ về mức cachet hiện tại của quán quân giọng hát Việt Nhí 2014 do được khán giả yêu thương, ủng hộ nên vẫn nhận được mức giá như cũ, nhưng cụ thể có số bao nhiêu thì cũng tùy chương trình nên chúng tôi không tiện chia sẻ. Khi được hỏi về lý do tại sao Thiện Nhân quyết định quay trở lại showbiz, quản lý của cô cho hay Thiện Nhân đã ổn định được việc hôn nhân, gia đình và kinh doanh nên trở lại hoạt động nghệ thuật. Gần đây, cuộc sống của nữ ca sĩ thường xuyên gặp lao đao từ việc bị gia đình cấm cản trong chuyện tình cảm cùng người yêu đồng giới đến việc mất chức giám đốc trong công ty của bạn trai. Thế nên, việc cô thông báo quay trở lại showbiz đã có show cũng như chia sẻ việc đã ổn định câu chuyện gia đình phần nào khiến các fan của Thiện Nhân an tâm, ấm lòng hơn. Trước đó, Thiện Nhân nhận được nhiều chú ý của truyền thông khi công khai quen người yêu đồng giới, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình cũng như rời khỏi showbiz. Hiện tại, không còn là giám đốc, Thiện Nhân vẫn còn bên người yêu và đồng hành cùng nhau. Cô còn bày tỏ, nếu như bạn cảm thấy đường khó đi thì chúc mừng bạn, đó là đường lên dốc. Chưa biết mối quan hệ hiện tại giữa Thiện Nhân và gia đình có còn căng thẳng hay không, nhưng trong những ngày gần Tết này, công chúng ai nấy cũng đều hy vọng mọi chuyện trở lại tốt đẹp với cô để mọi người cùng tìm được niềm vui ngày xuân. Có thể nói, cachet cho người nổi tiếng luôn là chủ đề khiến công chúng tò mò và chưa bao giờ hết ngỡ ngàng. Những con số ấy không chỉ phản ánh mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ, mà còn cho thấy đâu là cái tên được phần nào khối tài sản mà họ tích cóp được. Nghệ sĩ hàng đầu showbiz vốn được trả thù lao rất cao, nhưng bạn có biết không ít sao nhí bước ra từ các chương trình tìm kiếm tài năng cũng có mức cachet khủng. Hồ Văn Cường, 200 triệu một show. Gác lại lùm xùm liên quan tiền bạc ở quá khứ, Hồ Văn Cường đã bước sang một trang mới khi nhận lời giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy. Sau thời gian ở ẩn, Hồ Văn Cường đã hoạt động nghệ thuật trở lại và có những show diễn đầu tiên. Trong sự kiện tổ chức ở Ninh Bình, Hồ Văn Cường đã nhận được cachet khủng là 200 triệu đồng. Đây là con số được chính Ngọc Sơn tiết lộ. Nam danh ca cho biết anh giúp đỡ Hồ Văn Cường bằng những show diễn, quan trọng là không gắn liền với tên của ai và được hát nhiều bài. Với con số ấn tượng này, người hâm mộ hy vọng Hồ Văn Cường sẽ có cuộc sống mới đầy đủ, sung túc cũng như thực hiện được giấc mơ xây nhà cho bố mẹ như cậu từng chia sẻ trước đó. Phương Mỹ Chi, gần 140 triệu đồng một show. Dù chỉ dừng chân ở vị trí Á quân của giọng hát Việt Nhí, nhưng Phương Mỹ Chi lại có sự nghiệp thành công hơn hẳn quán quân cùng năm. Thời gian đầu, Phương Mỹ Chi được dìu dắt bởi ca sĩ Quang Lê, nhờ đó thường xuyên đi lưu diễn ở nước ngoài. Năm 2018, Quang Lê từng tiết lộ cô bé dân ca đi hát ở nước ngoài sẽ thu được 6.000 USD, khoảng 137 triệu đồng cho một show diễn và mỗi lần đi lưu diễn đều nhận khoảng 3 show. Ước tính sau chuyến lưu diễn ngắn ngày, Phương Mỹ Chi kiếm 400 triệu đồng. Tại Việt Nam, chị Bảy cũng được trả hơn 100 triệu đồng cho mỗi sự kiện. Hiện tại, Phương Mỹ Chi đã tách ra hoạt động riêng, nữ ca sĩ trẻ tuổi cũng đã mua nhà, xe hơi và mở cửa hàng cho mẹ. Ngoài ra, nữ ca sĩ trẻ tuổi cũng đã tự chi trả các khoản học phí và sinh hoạt phí từ năm lớp 10.